Mến chào bà con cùng các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2022. Thì mình xin cập nhật giá ớt chữ thiên hôm nay cho quý vị cùng tham khảo. Cụ thể thì giá ớt chữ thiên hôm nay có chiều hướng tăng nhẹ nghe bà con. Thì giá nó có như sau. Ở khu vực Đồng Tháp từ 43 đến 60 ngàn đồng một ký. Ở khu vực An Giang giá từ 42 đến 58 ngàn đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long giá từ 40 đến 60 ngàn đồng một ký. Ở khu vực Cần Thơ giá từ 42 đến 55 ngàn đồng một ký. Ở khu vực Hậu Giang giá từ 42 đến 55 ngàn đồng một ký. Đối với hàng xuất khẩu thì giá từ 55 đến 60 ngàn đồng. Ớt cổ nhất thì giá từ 50 đến 54 ngàn đồng. Ớt cổ nhì giá từ 46 đến 49 ngàn đồng. Đối với ớt lên đọt thì giá từ 42 đến 45 ngàn đồng. Tới đây mình cũng xin kết thúc video ở đây. Kính chúc bà con có một ngày vui vẻ, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.